Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên vừa tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự tại nhà văn hóa thôn Phương Thông, xã Phương Chiểu. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Phạm Văn Đức, sinh năm 1973, trú tại phường Lê Lợi, bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ hai xét xử bị cáo Đặng Văn Cường, sinh năm 1984, trú tại xã Liên Phương. Cả hai bị cáo đều bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, Đức bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,170 gram heroin vào tháng 12 năm 2023. Đặng Văn Cường tàng trữ 0,127 gram heroin ngày 4 tháng 1 năm 2024 cùng với mục đích để sử dụng. Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên tuyên phạt Phạm Văn Đức 1 năm 9 tháng tù và Đặng Văn Cường 2 năm tù.